sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, toàn thể thiền đường đại chúng, chư thiền chư thích cùng đồng tham. Vào giờ này là Dear all teachers and chúng ta cũng chia sẻ kinh nghiệm tu tập, giải đáp những vấn đề thắc mắc công phu, practitioners. và cũng có Right những cái chương trình sắp tới now cũng is đã thông báo Saturday noon. và tiếp thu những ý kiến đóng góp It's time for us to từ chư share thiền our chư thích và đồng experience tham and để sinh ask hoạt trong thiền đường, cũng như là cái vấn đề tu tập questions. We also để want to announce hàng some học của of chúng ta the upcoming events. được tốt đẹp hơn. Và có đôi We also lượng welcome ít hơn feedbacks from thì all of our practitioners to help improve chúng ta sẽ our có một cái thời experience gian here at the chuyến này chúng ta tuần tới đó, chúng ta sẽ công phu ở trên núi 3 ngày. Thì vị nào mà có sắp xếp được thời gian ở vùng week, Đông Dược we thì sẽ will đều be vô having từ bắt đầu từ a 3-day retreat 2 tây tháng 8 năm 2024 cho đến 4 tây at tháng the 8 năm mountain 2024. In San Nghĩa là Diego, từ sáng sớm anybody đó, who have ngày time thứ that sáu, can join us, chúng we ta sẽ khởi welcome. hành lên đó tu trọn ngày It's thứ sáu, from trọn ngày thứ bảy August 2nd đến to August khuya 4th. chủ nhật á, xong đó chúng ta sẽ trở về So cái we khu tích cực will be tu leaving khu the tích cực thiền đường ở temple đây. from early morning Từ đó là of 3 Friday ngày chúng ta sẽ tu ở trên San Diego, cái and núi return chỗ của to the temple hòa thượng viện on chủ Sunday night. chùa Phật Tổ, cái là hòa thượng Thích Thiền Long, mà chúng ta sẽ ở trên đó. We will practice Thì over at cũng là một the mountain in San hoàn Diego, cảnh rất là mát which á, trong belong khi to mình the hy abbot vọng of ở đó chúng ta sẽ có những cái công phu rất là tốt. the Buddha temple. Đây là cái vấn đề thứ nhất. Thì vì It's a sắp xếp được very thời gian peaceful đăng ký để and quiet bàn tổ chức, environment. So we biết hope that hy that vọng environment cái ẩm will thực hay là cái cây cối trong facilitate nhà. our practice. Trước hết á, Anyone có who một người bạn cũng hỏi can join chúng us, ta please muốn let us know tu tập bất cứ and môn thần nào register in cũng được, advance thì chúng ta so thông báo trước hòa thượng một we tiếng can để đăng ký prepare môn đó. the Về cái accommodations tương lai for thì Phật all Tổ of you. cũng có mua được một cái khu đất We ở trên are allowed to núi và đang go there sẽ to practice anytime we want muốn as long thì as we về inform tương them lai in nếu advance. mà về đó đã thất mỗi kỳ thì rất tốt, hòa thượng có cái nhã ý như vậy. Nếu mà chúng ta có duyên. Còn cái trên núi đây thì là cái ngôi nhà của một trúc sư thôi, và có một cái The khổ master nữa là of trong sổ đó the chúng ta làm chùa Buddha Tam Thiền. temple is Còn cái also nhà thì chúng ta làm building chỉ có chánh điện a nhỏ temple của up hòa thượng. there, so we might Đang have sắp xếp our đăng retreat ký in the có một future thầy ở đó để there học up hỏi in the thôi, mountain. có một thầy thôi, cho nên đó trên đó rất là yên tĩnh. Vô cổng phải có cái số code, mà số code này khi nào các vị nào đến thì mới cho để vô, chứ mình sẽ để nhiều người ta It's vô lúc very đó thì peaceful nó and hay. quiet up there. Nó tức là nó rất là riêng tư, chứ không phải là làm We need the làm code to group access cho the ở mọi gate, người đến. and Nhưng mà trên đó thì if any of you tới want tu tập to thì rất go là up tốt. there to practice, please Thì let us chúng know in tôi advance. We cuối will tuần tới provide the là code for có you sự tổ to access the chức gate. từ 13 tây cho đến 19 tây. Đúng vậy, đó là ở thiền đường chúng ta. Từ ân Santa Ana đó. Thì Now cũng the mong next mấy tất item cả hành is giả about the sắp xếp October retreat. thời giờ, From thời October gian, 13 to công việc để mà cùng về hỗ October trợ, cùng tu tập, trợ 19th. duyên lẫn nhau, sắp tấn lẫn nhau trong cái kỳ We nghỉ hope tháng that 10. you can Một năm chúng ta cũng có join kỳ us nghỉ tháng 10, during the October retreat tháng 3, here at this tháng temple 6 as và tháng well. 10. Thì nói ngày bình thường chúng ta công phu là cũng là tập dược, nhưng We mà have đến những cái ngày thiền thất á, mình no. phải có cái During yêu the lịch. year, Nếu one mà chúng ta muốn in công phu và January ráo riết and công then in phu thì chúng June, ta thực sự cũng chỉ là tập sự thôi á. October. Chứ nếu mà thực sự mà ráo riết công phu á thì nó rất là tốt. Tại And vì then sao in nói March, ráo riết công phu nó tốt?
vì chúng ta gieo đúng cái chánh nhân chứ không phải chỉ trên cái hiểu biết xuông, The retreat chính is a xác hiểu biết chance for xuông, us to mà thực focus sự chúng ta công phu, solely on the công practice phu mà dày dặn, công phu and make mà a big đúng công phu, effort thì on the practice. So chúng ta hopefully we can để make a big có improvement thể through the retreat. vào được công phu, chân thật nhập vào công phu á. Đó là cái chánh nhân mình gieo á, mặc dù nói là công phu chứ không phải đơn giản, tại vì nó hoàn toàn đi ngược lại với cái tập khí ngã chấp, tập khí vô minh và cái tập khí phiền não của chúng ta, hoàn toàn đi ngược lại, chúng ta chưa từng á, phải nói là cái công phu Because the mặt practice á goes thuần thục nhất. against our Cho nên những cái ngày thiền tập karmic là một habits. cái mà để chúng ta có thể That's why it's dẹp not mọi duyên, familiar to mọi us. cái chuyện And because of ngã that, it's a quen được little bit thì mình difficult. mới lo công phu. Thì lúc đó mình mới biết được mình có But công phu during the hay retreat, không. Lúc đó mình mới it's a biết được very cái chân good thật mình đang thực tại opportunity đâu. for us to Giống như là focus Phật on giáo the nói là thời practice. kỳ đã thất là thời kỳ thủ chứng vậy. Thời kỳ đó là mới And có from vô the thường retreat, thi, we giống như là have more mình đã chance tổ đạo đó. to understand our Thì own được có practice cái better ngày đó là dân and to dân see how where we at thì on our cá practice. cá học vô vi, thử thì tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Tức là mọi người cùng quay quần về, mười phương các nơi đều quay quy tụ về, mà mỗi mỗi chúng ta đều học cái pháp vô vi, là mỗi mỗi So tự in công the phu tự thành past, tựu the patriarch tu tập. see the retreat Thì as đây an là sự opportunity tuyển Phật, for cái chỗ everyone mà to đạt get đến cái cảnh together. giới tâm không, đây là thi đậu về, thì cái ý của tổ sư nói. Cho nên cái đó là cái chỗ rốt ráo, chỗ công phu. Còn nếu mà không á, chúng ta cứ And lờ a đờ test, đờ like an exam cứ for the đi practitioners who have been quan practiced tâm to phiền não lên to come đầu, to the retreat thì phải to biết kiếp nào chúng ta mới có thể ra khỏi, see trong if they kiếp can nào pass chúng ta the test mới làm chủ được kiếp đó, and được tự reach do tự tại. their enlightenment. Nên mong tất cả chúng ta lưu ý về những cái khóa tu tập, đó là cho chính mình, It's để considered like luyện tập công phu cho mình our cái practice. hoài bão, cái giải thoát của mình, And chứ không phải during the tu retreat, tại a gì lot cả. of people out Thì in đó là their practice cái and reach về cái enlightenment, việc sắp so it's tới. very beneficial. Thì giống như ta nói là cả đời chúng ta đã bôn ba, ta đã làm lụng, đã vất vả, mà bây giờ So those are những some cái of the thời gian còn reminders lại about chúng ta the tự lo cho mình, upcoming chứ nói đời events. mình lo cho mình thực sự không phải, mình chỉ lo chạy đến cái vô minh ngã chấp, chứ không phải là lo cho chính mình, lo cho sự giải thoát, lo cho cái sự giác ngộ, We đó mới là lo cho chính mình đó. We've been Thì working trong very cái thời hard gian throughout đó our mình phải life. biết tận dụng, So now is the dùng time for nó us to take care làm of chỗ, ourselves nó không có dễ gì and có. to Cho nên truly take là care of mong ourselves is to take care tất of cả our thiền birth sinh and chúng death, ta lưu ý. Thì bây giờ take mình đã có advantage cái of thắc mắc the gì đối với công phu, đối với tu opportunities tập, to focus on thì the cứ practice. mình giảng trình ra, và muốn chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình cũng Therefore, we hope cái lúc mình everybody will be able to mong understand cuộc and sống join Nam us Mô Ni Phật. during the retreats. So now, anyone have any questions or would like to share their experience, feel free to bring it up. Namo Shakya Muni Buddha. Tuệ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Pháp Mâu Ni tuệ, Phật. please. Con kính bạch danh với thầy, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng đại chúng. Cũng qua lời sách tấn khai thị của thầy, Nam mô Shakya Muni Buddha, con cũng kính bạch the danh với thầy master, thêm all một chút teachers and về practitioners, cái sự chuyên tu. Vì thật sự ra from có nhiều your sư khi mà họ đến thầy encouraging hỏi words, I would like những cái to cách tu ask giống như một if cái you cầu can talk more để about mà nó giúp mình đi ra khỏi cái biển sanh tử. practicing Thì diligently. lúc đó con nghe thì con chỉ sự In tập the past, when I thì hear you cái ý said của that thầy là the những practice cái is cách like tu, nhưng mà thật sự a con không có floaty thấu được to help us escape the sea of birth cái and tâm death. ý của thầy muốn Back dẫn chúng then, con when I sẽ listened to thực that sinh tu tập saying, như thế nào. I Và
only know that thì your như thế nào you just để wanna một encourage người us có to thể keep up with the practice, but I couldn't see through that you trying to mình không nghĩ help us mình to có thể understand giải the phẫu được suffering như of nào, the birth thì and death. thật sự cái But then tâm over trạng của time, mình, cái tâm I thức của realized mình that nó rất if we cannot nó giống như là maintain our practice, or cái if we don't know how sóng to và cơn practice xoáy của cái appropriately, biển vậy đó. Khi mà then mình chỉ cần chạy theo một cái suy nghĩ nào we đó will be mà dragged mình bị away mắc kẹt by trong đó, our mình mắc ignorance kẹt trong and cái cảm giác mà mình attachment. không biết. Đến cái lúc mà khổ thật khổ thì mới nhìn ra được Even if we just follow cái a thought, we could công get phu lost là sự and giải thoát, thì thật sự chúng ta cứ submerge luôn into luôn suffering là without bị đưa knowing. vào cái cảm Only giác when we cứ mãi mãi như vậy feel bên really ngoài sad, và khó mà tìm được then cái cảm we vui trong yên mật. might be able Và to come khi back mỗi and realize khi that we lost our mà chúng ta practice. lại lại sắp tấn thêm để cho And cảm I giác don't đó wanna mình nhận rõ keep ràng hơn being in về that cái cảm giác state của mình and not tại being cái able to sự giải maintain thoát my đó. practice. Could you please Khi tâm trạng đó talk more thay đổi about this ai cũng có. so we have a better Và understanding theo of chủ our nghĩa Đức own Phật đó practice. là Nam Mô do Sakya Muni mình Buddha. tự chính mình tạo, tự chính mình The xây feeling that dựng you cái kiên experience, all nhẫn, of us những cái kiên cố, experience that as không bị well. ngã chấp á, mà hại chính mình. Like the Thêm nữa Buddha mình đặt said, mấy ngã kén, ngã từ nó làm kén á, all of those mình nhốt nó ở trong obstacles đó rồi. Tới khi are mà mình created by thoát ra khỏi ourselves. đó thì phải cực kỳ là đau And thương, those khổ, obstacles got khổ back sở. and hurt Thoát us. ra, tự nó tạo cho nó, tự nó quấn lấy nó, rồi tự nó làm khổ lấy nó. Thì Đức Phật giảng trong kinh điển của mình nói chúng ta cũng vậy, giống như là We tạo cho mình cái create kiên our nhẫn own lại tạo cái obstacles. trụ để We mình tie chống us lại. to those Ví dụ cái obstacles khóc and này, we con create our cái own từ suffering. ốc And tức then là nó tự we have tự to go through a lot of khó, pain khổ in sở, order tự mở cái to ngã break ra ngã, through mình those chỉ mở ngã của suffering. mình cũng vậy, mình Just tạo like cho mình thành a vững snail để mà or a bật vỡ turtle, cái ngã của mình, they created do chính cái vô their minh own ngã chấp đó shells mà mình to không thấy được protect cái their sự giác ego. ngộ, không thấy được So cái we are giải just thoát, same like them. mà cứ We thấy create lung lay wars mờ, nó quá xa, around biết us bao nhiêu là to thành lũy rồi protect our own thì làm sao ego. mà thấy được. And because Không có of cái sự chân thật the công phu, attachment to không the có sự chân thật self, công phu là we phá ngã, couldn't tức là mình see dẹp bớt the thành way lũy to tất enlightenment tất or cả những cái liberation. mình gây tạo sự And nghiệp even if hay we tạo know quả, about the thì way tự to nhiên mình thấy liberation, we cũng là mình still tạo rồi, cũng mình get phá caught quả by tạo those cho mình, wars vẫn phá and dùm cho not mình. being able Tức là to với mình cái overcome chân Phật bất năng chuyển them. do mình So tạo, we have to be the mình one thành những who get rid cái of lâu the đài walls we tường thành built đó, for nó bị ourselves. No che one do chính mình. Nên nó mới ban đầu mình nghe lời Phật can break khổ thật those vân walls vân, for us. mà mình thấy nó We are cũng the xa only one vời, who can giống như do it. là giống như dụ mình đó, chứ không phải là nói chân thật. Mình tự mình cho là vậy luôn á, When cho we nên first mình vẫn hear the tin words nhiều of kinh điển the trí thức của mình, Buddha, the nhiều Pager, người or the trong kinh wise điển teachers, vẫn we have a chỉ lot mình of một cái doubt. bóng, chứ không có trở về lại với chính mình. And we Đây feel là like thiền it's đạo, something very nhân đạo và strange thiền đạo because cũng we vậy, are cũng với lòng used từ to our bi own mà thinking chư Phật and we just chư follow our tôn own thoughts chư and tôn thiền đức our own chư Phật knowledge. And chư because of đại that, đức chúng we ta get stuck chư within our illusory bảo chúng ta thoughts. cứ công phu đi, cứ thực hành đi, giống như là những Out of người đi compassion, có cái tâm the đức như vậy Buddha, the Pager, and the wise thì teachers bào keep chế đủ loại ngã reminding us dễ uống, to chứ không đắng quá mình practice. chịu uống lờ They mình are có thể just chế like trong đồ ăn bỏ you. thuốc cũng đó để mà mình The tự mình good bỏ thuốc doctors ăn, mình who come chữa up cho with chính mình. different Thì báo tu mình cứ biết tu thôi, công phu mình biết công phu thôi. Đó. Và to cũng help những the cái mà patient. tự mình tạo khổ, cái nhân khổ đưa cái quả khổ mới chỉ cho mình đó là khổ do mình tạo. So Thì bây giờ mình we just need to tu follow tập their advice biết khổ, and mình keep nhận up, ra khổ và tiếp tục maintain the đó làm practice. khổ tiếp. À, tức là chỉ những cái sai lầm của mình, You và know, có khi any những suffering cái that we sai have lầm to đó go là through, bằng cố it's cố phạm, created cố by sai, our cái đó là own chính bad mình, deeds. chứ không có ai And mà hại the mình, wise không có teachers ai just mà cứ show nhận lấy us, mình mà you tự know, chính mình chướng ngại cho mình. our mistakes. Và cũng vậy,
for us to realize our mistake and to stop making the mistake and overcome our own obstacles. So và khai mở cho chúng ta, chỉ điểm cho chúng ta. Thì do đó nhờ cái sự mà chuyên so out of compassion they create multiple skillful means to help us see through the truth. Giống như là gương lu bị bụi, but we have to be you know diligent on our practice in order for us to gradually increase our wisdom and be able to see things for their own truth. So our own attachment and ignorance is the obstacles that cover up our eyes and making us not being able to see the truth. Only the practice can help us overcome these challenges. We have to truly practice to not be controlled of our ignorance and attachment. We are the one who limit ourselves, no one else. So only you can are able to untie the knot, and the only way to do it is to practice. Some people they do not even let go of their ignorance and attachment, but instead they even create more obstacles for themselves because of their illusory thoughts. So the only way is to get back to the practice, ask the question, maintain the doubt. Thành kính tri ân những lời sách tấn của thầy. Có chị Thanh muốn xin thỉnh pháp. Mời cô Thanh. Dạ, kính thưa thầy. Con chợt nhớ tới thank you so much master for your bài khai thị hồi mười mấy năm về trước con nghe của hòa thượng this time please thì trong những một những dear master I suddenly remember about one of the Dharma talk of Master Tuyên Hóa. One time he went to a disastrous area and he taught the people in that area to recite the compassionate mantra of Avalokiteshvara Bodhisattva. So I have a question. When we, I know that the doubt of Zen is very strong, but for example, when it comes to those disastrous area when there are a lot of dead people, a lot of people who passed away because of disasters, how can we help them? To help them to lessen their affliction, you know, because it's not easy for them to practice Zen. The Buddha said we have to awaken ourselves first. So that whatever they went through was their karma. We cannot interfere with their former karma. We can only bring over the Dharma. We cannot bring over any, you know, super power.
instead cái tuyệt đối increase their nó nằm chặt trên cái chỗ attachment. giống như là không cho suy nghĩ, ức chế, đè nén cái vọng tâm ý thức á. Mà khi mà đè nén ức chế cái suy nghĩ vọng tâm ý thức, nó cũng có cái hiệu quả của nó là phá cái trần So vọng, the có nghĩa esoteric, là nó đi vào those cái bế tắc mantras, á. Thành ra without nó learning khó có thể hình dung được cái gọi of là the cái phá cái mantra, chấp lắm, mà they nó just như use the vậy nó không mantra thể, to nó rất là dễ đưa ta vào cái mê tín, still. đưa vào cái mê tín. Cho nên Đức Phật, tại sao mà ngày xưa hàng đệ tử Phật, Đức Phật họ tuyệt đối cấm thi triển thần thông là vậy đó. It's very hard Nó thi triển thần for thông them á, đặt cho cái to người nghe đối tượng á, attachment. It's người very thấy easy á, to thấy người nghe lead á, thì them tự nhiên ảnh to hưởng a super. sanh khởi cái mê tín, And that's why the rồi Buddha thêm cái said, người làm á nữa, sanh ra cái ngã chấp. Cho nên we là want to mấy hàng đệ tử absolutely ngày xưa avoid the super muốn hoàn using nguyên tất super cả power, bát đại tông because tạng doing rồi that could có mật make tông á, nhưng mật tông the là people khó see it, quản trị you nhất, know, give khó rise quản trị, to khó duy the trì nhất, tại superstitious vì thoughts. cái ngã chấp không có phá đoạn được cái căn bản ngã chấp, chỉ trên cái lý thôi á. Những người đó ta thi triển thần thông, tức là tu cho đến hiện được thần thông đó, ở trong tù vẫn đi ra ngoài tù khỏi cần đi ra khóa, đi ngang Like qua in sân the tù vậy past, đó, suy nghĩ sâu sắc the vậy đó. esoteric Những school người đó is vẫn considered very hard to biến thực, transform biến because nước, có thực, có đồ ăn, có they nước, have very nhưng mà strong cuối cùng họ belief vẫn in those supernatural superpower, ra đời giặt trời, and tức là because of vẫn that, tu it's được, very hard for them to mà let cuối cùng go vẫn of trở thành một attachment. người giữ được cái chánh pháp theo cái phá ngã chấp. Cho nên Ngài Thái Hư này phải nói cái mật tâm khó chứ phải dễ. Mà cái khó đó, cái mật tâm nó không phải là sau này nó mới có, thời Đức Phật Thích Ca cũng đã có rồi, rất là And nhiều that's cái why môn Master phái Thái về Hư mật said tâm ngoại it's đạo not easy to á, chứ practice không the phải. Cho nên esoteric có nhiều school. cái giống như mấy cái vị ba vị anh em Ca Diếp á, Even là giáo during chủ the của Shakyamuni cái Buddha, thừa thần lực á, esoteric là school mật has tông mật already chủ. existed. Cho nên sau này á, Đức Phật giáo hóa cho họ, tại vì phải đưa giống như là cái phương tiện của Phật mà gọi là cái tứ nhiếp á, cái đồng sự nhiếp Just họ, like thì mình muốn nhiếp Mahakasapa họ, and muốn muốn his giáo hóa họ là mình brothers, phải giống như là họ là thần originally đồ của đạo, cũng đội they pray cái thợ to hồ, cái ngành thợ some hồ cùng với thợ hồ, deities, và phải giỏi hơn thợ hồ, and later phải on, giúp cho the ông Buddha bạn help, của ông diệu đạo. bring À, them như là over bây giờ to the như right vậy path. mới mới tiếp cận, mới gần gũi đồng cái nghiệp của họ, cái nghề của họ, mới nói chuyện á, So giúp only cho when họ, nói chuyện và we làm việc chung với họ are và good chuyển hóa with họ, our practice, thì mật tâm thì đó nói then về we cái will chủ đề be của ngài, able thì nói to được về help cái other thử nghiệp của people họ là chuyên về and bring them tu thần thông thi into triển mà. onto our Đó way of thì phải practice. thần thông phải phải giỏi hơn họ luôn nữa, nhưng mà thần thông của Phật á, dạy phải phá ngã chấp, và cái đó nó khó, tại vì cái hiệu quả nó nhanh quá, thấy không, nhanh quá. Chỉ cần đè nén và dẹp hết tất cả những cái suy nghĩ vọng tưởng á, thì tự nhiên hiện thần thông, mà đó là cái phá chấp để mà muốn thi triển thần thông. Nó không phá được cái ngã chấp, nó dẹp cái vọng tâm ý thức đó thôi, tạm thời đó thôi. Thì Sometimes it's very hard to nó phải convince đơn giản, them nhưng mà thực sự to là go with phải the có right cái tâm dharma, linh rất because nặng, nghiêng về when they đạo practice Phật nhiều hơn. esoteric school, they can see the instant effect, Thì chỗ này because dạy của Hòa Thượng, once they can còn đối với lại suppress chư thiện tri thức chúng ta, dạy mình their illusory thoughts, làm sao mà they hiểu được can cái chánh pháp, ai bring hiểu được up cái chánh the pháp á, super thì là power, and because sẽ of that, they làm get stuck to cho that. cái chánh pháp được trường tồn. Ai có duyên với chánh pháp á, thì tiếp cận được chánh pháp, thì vô lượng kiếp tương lai So our job họ is to duyên keep đến up tỷ with phú our practice để and maintain giải thoát, this dharma. chứ không có chú trọng về cái thần thông. And anyone who have Cái a tâm của họ faded giống như Hòa Thượng connection vừa with nãy this nói, dharma, mình tạo ra thành một nghiệp, tự mình tạo ra cái vỏ then bọc, tự you mình know tạo ra one cái day nhung cùm they xương xích, will, để nó when xâm all the nhập từng lớp conditions mình, are tự mình right, tạo, tự mình they will be gom able được to thì reach mình ra được giải enlightenment. thoát rồi, chứ đâu ai mà làm giùm mình đâu. Giống như Đức Phật nói định nghiệp chúng sanh Phật bất năng chuyển, nói thần thông á, thực sự ra mình thi triển Just like the giống như Buddha là một said, cái trò ảo we thuật, create mình our nhập own
cũng kinh đó, mà nói chung Obstacles, we thì create our nói own chung suffering cái and trong sự karma. là thoát khỏi Only là us tâm chính can là trong đó, help là tâm mình thoát khỏi ourselves nó get over that. thì không We không thoát khỏi cannot nó được. rely on Nghe như thế any nào, kết other quả như thế nào, trên tâm chính là outside khổ, factors đó or anyone chỉ là else to help khổ. us Thực sự ra giống như mình chạy trốn vậy, get through our giống own như karma. giờ giống thế gian You này nó know, cứ khổ quá, tôi phải vô casino đánh they bạc can cho nên nó thỏa mãn, cho nó quên, cho nó the tạo cái law gì of cho nó cause lại, and cho nó effect. quên cái khổ hiện tại đi, giống như giận gia đình cãi lộn cãi lẫy với nhau á, đó đâu phải là giải thoát cái khổ đâu. À, ra khỏi chỗ đó mà nhảy vào một cái đống lửa lớn khác, hay là nói bây giờ tôi á, cái suy nghĩ và tôi muốn ngưng cái suy nghĩ không thể ngưng được á, chơi ma túy vô để cho nó lần lần nó phê lên giống như bay trên trời vậy đó, để cho nó thoát cái khổ đi, không có khổ đi, mà thực sự đâu phải là hết khổ đâu, nó vẫn chìm trong cái khổ And mà sâu hơn cái khổ nữa, chứ their không phải là worldly hết khổ. life, Thì tất cả các phương tiện mình không khéo they dùng á, just thì cũng run là mình away. tạo được cái vỏ bọc, xây thêm They, thành you know, lũy để chiếm đạo của get mình thôi, themselves distracted chứ không by cần phải phát cái ngã chấp, chứ phải ôm cái ngã chấp temporary mà đánh ngã chấp khác hay choice là đánh đổi cái vấn đề khác. they even Hay creating nữa, more bạn suffering nghe for tôi không? themselves. So the basic here is to Cảm ơn thầy. break through our attachment instead of, you know, clinging on to another attachment, thinking that that can help us let go of our original attachment. You understand my explanation? Yes, I do. Thank you, Master. Pháp tuệ. Namo Shakya Muni Buddha, the master or teachers Khi and mà practitioners. trên cái công phu của mình thì mặc dù mình biết là cái công phu là sự giải thoát, From what mặc dù mình cũng có công phu đó, nhưng mà đến một cái giai đoạn tự nhiên chúng con rơi vào Even cái though we cảnh know that the practice mà will help us tự reach thôi liberation, tự đắc and lại even though chính we mình đắc also mà keep tự up with our không đủ, practice, mà however, không biết there mình is a đã time không đủ, cho when nên cái công phu của tụi con we nó fall lại into a ở một stage where chỗ cảm giác là we feel like nhìn we thấy gain something without knowing mọi that, người without really realizing that we là người thì khổ, fall into that mọi stage, người or we thì feel like we have enough, không thấy đường giải thoát. Nói chung là without knowing that sống ở actually một we're cái not, we cảnh haven't practiced chạy enough. theo thôi mà không có biết là cái And sự we chạy start theo looking đó around at people là cái around and sự feel like hiện ở bên trong, some of them thì still có lẽ là suffering, thầy cũng khai thị and rất là without nhiều knowing the way vấn to đề, liberation, nhưng mà basically we still chúng con không có nhìn ra được get dragged cái away gì, by thì con kính the thầy là conditions từ bi around thì us thương hại without sức tấn being thầy. aware that, you know, Chúng con the phải death could biết be nương here tựa anytime. trên cái công đức I know that mà you talk about this a lot, thầy but sẽ chứng minh still cho chúng we still not being able to see through thì cái this. đó cũng là Could cái you kết please chung luôn, talk more about it so we mình have thích phân biệt, we feel more encouraged on thích our practice. suy nghĩ, Namo Shakya Muni Buddha. thích cho là thích That is khởi a niệm, very common không có sickness. chịu giữ cái công phu, mà The cái công sickness phu chỉ of đơn giản muốn phải tập hợp wanting tất cả to và phải luôn luôn thân cận với tri thức differentiate để between đạt được cái things, tri thức. or Bạn đang want to nhắc tới là generate giống như tự mình thoughts cũng cảnh tỉnh chính constantly. mình, thì có cái sự công phu, mà It's công not phu không phải easy là to đơn giản mà maintain a chỉ practice. dựa We vào đạo have lý to mà always seek out cứ học the đi, teachings of cái the gì wise cần phải teachers tránh, cái gì and mới đưa chúng ta also trở seek về out, you cái know, tánh của mình, advice from other trở về tánh bản ngã practitioners và and nhìn at the same time reflect đi nhanh on thì sẽ đến our nhanh, own practice. đi chậm thì sẽ đến chậm, còn không đi thì But không đến. always remember Giống that như we have to keep đại nghi chúng ta asking the hỏi question đại and nghi, raise the doubt. Only the trong vô doubt nghi can help không có bring us back to kết our quả như vậy. original form. Nên cái vấn đề công phu chúng ta đó, à, giống như là Đức Phật cũng có cái You ví know, the dụ, small doubt will mình lead thấy to sự the ràng buộc small đó, giống như mình đang ở trong liberation. cái The lồng sắt á, lồng sắt nó great quá là doubt will lead hẹp to rồi, complete nó gò liberation. bó, nó trói buộc rồi, nó không phải là mình chê nữa, lồng sắt khổ quá, Like the Buddha nhảy vô said, lồng vàng thì cũng là lồng we cũng buộc saw all of mình, cũng these đâu có giải thoát đâu, đâu ties, có tự tại đâu. Cho nên and we feel khi like mình phân we biệt cái can see lồng that của mình we với cái are lồng của stuck người kia, within a lồng khổ là cage. lồng sắt, lồng bạc
you know. bạn bạn cứ phát triển Originally, we ra một was cái in a mức wooden là cái cage, chỗ phân biệt and của mình thôi, we compare our nhưng mà cage with other cái cảnh people là cage, right? cái Thinking that giá chậu it kia might be nó better to phải be thoát khỏi in a được silver cái cage or a chuyện golden cage. mình ngã chấp á, phải But all of phải those còn cho nó mới comparisons or cho nó đạt differentiation đi. is Thì just phải công phu, ignorance. phải công You phu. know, the best way is Cái to thấy và cái biết của mình thôi, đó là cái thấy biết của bệnh mà break down Đức Phật the nói cage rõ trong kinh Lăng Nghiêm, and get cái gọi free. là cái kiến bệnh, cái thấy bệnh That's đó, the only way to get complete nhưng mà mình cứ freedom. ôm nó phân biệt, mình hết phân biệt cái chỗ Our này own rồi á, thinking nó and không phải là phải seeing phân biệt cái chỗ khác, hết cái is chấp a vọng á, false chán view cái and a động, false đổ thoughts, qua cái tỉnh, but rồi we keep cái ngã chấp á, sân cling hận on sợ to đau those sợ, those nó thoughts, không có thoát khỏi, those differentiating nhưng hết cái thoughts, lòng này qua cái lòng khác, thoát you cái know. buồn này qua cái buồn khác, mà cái For lòng example, này á, nó sometimes được là cái sự kiến lập của vô minh go đó, after, kiên trì và cái you know, những the cái movement, and then we are tired of the movement. We seek của out the tâm mình stillness, tạo, tâm mình xây dựng, and then thì we cái keep ý going back là and forth. nó phá hết tất cả cái sự kiến tạo đó thôi. Basically, we Chính just are mình going tạo chính from mình phá, one chứ họ không phá giùm mình, mà cage cho into nên another mình cage. trở về công phu, Only mình the tu doubt tập, can help lấy công us phu chân chính đúng break đắn down là all of mình those đi, chứ không phải lấy công phu walls trên that we ngã chấp á, established thì for công phu đó ourselves. nó không phải, nó lại là một cái thành lũy khác, chứ không phải là cái công phu á. Nên công phu phải rốt ráo, phải cụ thể nữa. So the best way Nhớ is to cái use the kinh right dharma chánh pháp and put it để into phá ngã chấp, practice. và cái căn bản là phải tin tự tâm, thì mình phá triệt để, giống như nói phát bồ đề tâm á, viên mãn bồ đề là And the cái right vô sở dharma đắc, is phải to tâm vô sở đắc chân thật, break thì through công phu the phải attachment, chân thật the chân and thực. the foundation Thì is mình to have đi faith in đi mà our mind mình and give rise to the mình học body á, mind. thì phải siêng năng, phải chăm chỉ, phải học cho tới nơi tới chốn, chứ không có giữa chừng cái mình thay đổi, rồi đi tới giữa đường cái mình rút lui, So thì we have mình to be đinh diligent and work hard nên á, on cái our gọi là lập practice, chí kiên cố, and we have thì to cái ba keep cái practice cần thiết của till người we Việt Nam reach thì nhắm mắt tới liberation. sáng We với tâm tâm cannot, chí kiên we cố, should not thì tới stop cái in chỗ the đó middle of là the way. cái gì, cái chí kiên That's cố. why we say that Và lời a khổ thì sẽ determining, giúp cho mình a mắt tới sáng và determination, lý tánh a thông để tháo determining gỡ mind mình, is chỉ cho mình biết a phá necessary mình condition on là for our vô minh practice. mình nó xây dựng đó, phá và tháo gỡ và tiếp tục đi. Đó là And the nhờ teachings from the wise teachers help nhờ us bạn Đồng to Tham, nhờ see through chánh pháp, the ánh sáng truth của chánh pháp soi rọi cho and mình. help us overcome our obstacles so we could Minh bạch continue on our practice. không? Thành kính chiêu này. And we rely on the light of the right Dharma to lead us on the right path. Thank you, Master. Có câu hỏi không? Anh hỏi là mình có thể thực hành thiền trong lúc mình lái xe, mà thực hành thiền trong lúc mình đi máy bay hay là làm công việc á. Thực sự ra đều được hết á, chẳng phải không á. Thì cái đơn giản là chỉ nhớ về công phu để thời đầu khởi nghi tình, Yes, you can có still practice meditation à, while thời đầu doing khởi nghi tình, such tức things. là mình rất là bình thường thôi, chứ không phải là gò, không phải The là simple way to do it như is to chúng ta đã always làm cái việc remember đó, to thì làm một cái việc return to thiền the như vậy, có practice, thể làm một ask cái the việc mình question hỏi and raise the doubt chưa có trời đất ta and là cái gì, just do it in thì a bắt đầu natural phải way. You don't need chánh to niệm. do it in a forceful Thì way. cái tham thiền Just là like về thời when đầu you're khởi doing nghi, something, cái thắc mắc không hiểu không make biết sure that you cái still nội remember dung to của cái ask công phu của mình, the đó là Hwato mình thấy question. For chưa example, hỏi không, chưa có thắc mắc what thì was mình I chỉ gọi là before mình heaven thực tập and thôi, earth à, came đó into là mình biết existence? vậy đó.
tập nói So to nói thì practice người ta Zen có cần, is cần to cần chưa phải là nói, khi mà nói được to rồi đó, raise the tập doubt. được rồi đó, thì lúc đó tự nó lưu loát rồi. Thì cái công phu của mình cũng vậy, mình đang tập công phu, khi công phu được rồi á, And the thì doubt is what we need giống to như make mình sure lái that we xe, practice mình đã the lái xe right way. mình cũng lái xe So at the rồi á, thì beginning, you mình might not chưa kịp have tu tập, any doubt, mình lái xe but mà just keep mình asking sân the mình giận question, dỗi á, buồn vui thương ghét, and tôi nói tội gradually tôi thôi, làm tôi bận lái the xe tôi doubt không will có giận come. được, tôi bận lái xe tôi không có vui được, tôi bận lái xe tôi không suy nghĩ được, For lúc đó là không example, suy nghĩ được. before we know Mọi about cách the mình phải practice, diễn ra some bình thường, when you chứ drive không có the ngừng nghỉ car, là lái xe mình sẽ actually you still giận mà give rise tôi giận to nó còn countless nguy hiểm thoughts, á, the tôi thoughts lái xe of mình đạp ga hết anger, tốc of độ, đập happiness, chạy of ga, joy, tại vì giận of quá, sadness, lo mất you know, tiền, mất like công. even though you Nên still là mỗi khi driving, đang giận, đang you nóng still give đồ gì đó, rise cơ thể to nó mềm, mình giận quá, multiple chắp tay thoughts, lại, you know, nó bể the thoughts of tay. anger and Đó stuff, là and không có sometimes làm those việc tốt thoughts đâu, hay là cầm dao mình influence you. đang giận người ta, mình cắt một cái xuống tay mình luôn, chảy máu. Đó là And cái make việc you giận act á, in a certain mà way. mình hư việc á. Còn nếu mà bây giờ mà cái giận đó là do cái chấp ngã, do cái vô minh, And thì giận nếu sometimes mình ham thiền thì the anger cái nghi tình đó nó could không có be too làm cho mình much phiền não, that, you nó know, kịch liệt phiền não, nó cũng là một cái we sự could not giận ích do kỷ, things in the suy right nghĩ vô way. trụ, So suy nghĩ vô trụ gọi là right không có now, làm if niệm you á, can cái niệm mình replace khi có cái niệm là niệm phân biệt, those không có thoughts là niệm, gọi là niệm vô with minh niệm, the Zen có cái gì thì practice, đâu có dính vô cái you gì know, hay là because the thứ Zen quan practice sát gì đâu, mà is also a chấp thought, có thấy buồn vui but thương the ghét thought chấp of có nghĩ doubt, tình đâu, mà chấp đang so instead of, chính you hình tròn know, giúp cho mình lái xe having chạy the ngon thoughts hơn, of chính hình discrimination, giúp the cho mình thought of bớt phiền não hơn, giảm phiền ignorance muộn like we hơn, normally have, không phải phải suy nghĩ now nhiều we á, just keep còn mình the không có thought of biết công doubt, phu, không the biết thought cách of hành the thiền hóa á, thô, mình nằm thiền á, and muốn ngủ cũng đâu có ngủ được đâu, that mình doubt nghĩ tới will chuyện help khác, you chuyện là chiều này bà nói chuyện reduce với the mình nữa, affliction, buồn cái ông kia help you mình lấy feel cho tôi mấy tiền, calmer, mình mua cái bánh cái 2 đồng một cây mà tới 20 đồng, thối or even lắm, help you mấy cái chuyện đó sleep là cái thứ better mà at night, nó nổi lên mình you tức know. rồi, giận rồi, Just phải like làm sao trả before, thù, phải làm sao đòi before lại, we know about a phải làm sao practice, hứa you might have hứa, đúng không? insomnia, Cho nên thinking nó có about, chuyện you tâm know, thần đó, multiple things that nếu happen mà đối với during bạn the thì nhân day quả tất that cả you're đều not là nhân happy quả, with, mình you đâu có know, lo, and có khi cái người đó người ta biết người it ta sẽ keeps you up at người ta night. trả tiền mình Your lại, mind cannot nhưng mà get nhân quả thực tế calm. thì mình không biết, ủa bà thiếu tôi hồi nào, But if thì you cái nhân know quả trả to lại, practice, có khi tới mình will lo you cho ông người focus ta, mình on ta the ghét ông người practice, you ta, understand đúng that all of those are just không? Nhiều calmer, khi những then cái công phu sự tu tập của mình á, the mình phải practice làm cho not normally calm cho your người ta mind thấy cái người down. này nó thiệt tội á, và nó quá hiền đi, thì mình đâu có suy nghĩ đâu, đâu có phản ứng gì đâu, nên người ta nói là hiền quá thôi, không có gạt nó nữa, trả cho nó lại. Đó là cái nhẫn nhục của mình, sự tu tập của mình đó, mà còn không trả cũng không sao, có khi mấy cái lòng từ của mình, cái tình thương mình đó lại And báo lại, sometimes we tại họ thiếu, họ might trả be không able được, to transform mình our đang thiếu nợ, karma cho nên through phải our lo để practice. trang trải, giúp cho họ được một ngày hạnh phúc, Because when we practice, mình không our có mind give não out đâu, a lot of good tức giận ở thoughts, trong đó, tù nữa. and sometimes because Đó of là those hiện good giờ thoughts, tu tập it của mình bring ngày càng about the tự good mình karma. lan tỏa, cái hạnh phúc của mình cũng lan tỏa, và người ta cũng hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc, mình không nổi giận, Like if we don't have, you đó là know, cái any cách anger tu or tập. affliction, sometimes everything will settle it down. Nên ở máy bay cũng được, lái xe And cũng vậy, then, mà thật chí you know, đồng chí gradually nào you gặp feel tôi happier and your bình happiness thường, can spread nếu out mà to cái hạnh everyone đó around you. And khó, khó hay that dễ is the tự benefit mình, of the practice. So đó tự mình no tạo matter ra, what nó you're không có doing, dễ, even when cho you're nên mình working, vượt qua không được, just you still can still cũng practice thành at bệnh the đó, same time. do mình tự xây dựng rồi mình trèo qua không nổi, You mình phải know, muốn để it's đi qua possible rồi to mình do phải that. phá You tan know, cái rào whether cản it's easy or difficult, bằng it depends on you because you are the one who create your tự own do, mình chấp tâm á, obstacles. mình phải phá cái ngã chấp của mình, Right? mình Only tu you sửa can sự tu tập, get rid of those cũng như vậy obstacles. thì mình sẽ You có cái just sự need to thành keep up tựu with the về cái công practice. phu của mình, trở về với lại tự tánh mình, rồi And giờ to tới use the đến giờ practice to break nhắc through lại your tất cả, attachment. chúng If you ta keep doing có that, mấy 2 ngày tu tập originally, á, you will là be cái able này to cũng nói reach trước cho achievement mọi người and á, see cái gì yourself mà để later. tham dự The ngày time is sáu up. không cũng được, ví dụ như vậy, hoặc là thứ sáu Just bận, want to thứ remind bảy bận, thứ everyone, bảy we về have có thể you know lên đó tham 2 days dự thứ next bảy week sáng chủ nhật to trong tuần, practice. ví dụ giống như vậy á, So hoặc là even mình if lại you tiếp tục cannot là ngày attend hôm đó the mình về entire mình tới time, một you buổi can cũng được, still hay là nhà gần thì tới một attend chút tham dự rồi a về piece cũng được, like a part miễn of là the tạo retreat, hết mọi like cái just duyên the để Friday or cho tất just the cả chúng ta Saturday. cùng
you know, even if thì you can only attend for là cái mức nhắc nhở. Và cái ở thiền đường á, thì chúng ta sẽ đi create, có you những know, the cái opportunity for sếp everyone to sếp á, come sẽ join us to cùng tìm đường để practice. đi, hoặc là chúng ta cùng lái lên trên đó. Nhưng mà đến ngày chiều ngày thứ bảy á, thì chắc có mấy sư cô And sẽ we có just want everyone to register in của advance trường so đó, we know chắc chắn là sẽ có một chuyến đi the thiền head count tối đó, so we can prepare để enough, hai cô you đó know, có thể cars for everyone để chắc chắn cho drive hôm everyone chủ nhật to đó đi về mà sáng the sớm tới area. trưa cái không ăn, nên cái đó phải phải sắp xếp. Còn ngoài ra những người mà đi sau thì And sẽ some về sau, people might need to thì come back cái sắp xếp earlier than the còn cái other gì to mà prepare có food for thắc mắc everyone thì else. cứ liên lạc hỏi hàng trực tiếp, chúng tôi sẽ giải thích. Bây giờ cũng đã hết giờ, xin chào hết quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng thăm. Anyone have any questions? Xin We feel free to ask us to get more information. Thank you, everyone. Namo Shakya Muni Buddha.